quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư ICT Hàn Quốc vào Đà Nẵng. Tham dự diễn đàn có Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng, lãnh đạo Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc khu vực Đông Nam Á, các diễn giả cùng hơn 200 doanh nghiệp, nhà đầu tư tiềm năng tại Việt Nam và Hàn Quốc thông qua phần mềm trực tuyến Zoom. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn đồng chủ trì tại hai điểm cầu trực tiếp là Hà Nội và thành phố Đà Nẵng. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn khẳng định, chính quyền thành phố Đà Nẵng luôn đánh giá cao và ghi nhận sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đối với những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của thành phố, góp phần vào xây đắp cho mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai quốc gia. Hàn Quốc là một trong những thị trường chiến lược trong công tác xúc tiến đầu tư và du lịch của Đà Nẵng. Và trong chiến lược phát triển của thành phố trong thời gian đến, Đà Nẵng xác định Hàn Quốc là một trong những đối tác trọng điểm có tiềm lực mạnh về tài chính, kỹ thuật và mong muốn đẩy mạnh kết nối, kêu gọi sự quan tâm nhiều hơn từ các doanh nghiệp Hàn Quốc và lĩnh vực ICT của thành phố. Chính quyền thành phố cam kết luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu môi trường đầu tư, thiết lập và triển khai dự án đạt hiệu quả tại Đà Nẵng. Việc tổ chức diễn đàn hôm nay là nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của thành phố Đà Nẵng đến với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc, đồng thời tranh thủ thu hút nguồn lực đầu tư sau tác động của dịch COVID-19 trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ cao. Thông qua buổi hội thảo hôm nay, chúng tôi đã cảm nhận được lĩnh vực ICT là lĩnh vực mà Đà Nẵng đã có sự đầu tư trong thời gian rất là dài. Và tôi nghĩ Đà Nẵng có đầy đủ khả năng để phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực này thời gian tới. Tôi cũng cảm nhận được tinh thần quyết tâm của lãnh đạo Đà Nẵng trong lĩnh vực ICT. Và tôi tin tưởng chúng ta sẽ đạt được rất nhiều các thành công và phát triển hơn nữa. Tại diễn đàn, các đại biểu đã có nhiều tham luận ý kiến liên quan đến thực trạng phát triển ngành ICT Việt Nam, tình hình đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc nói chung và các doanh nghiệp ICT Hàn Quốc và Việt Nam nói riêng, tiềm năng phát triển của ngành ICT Đà Nẵng. Ngoài ra, các đại biểu còn được lắng nghe các chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư, kinh doanh tại Đà Nẵng của công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam, nhận định của các doanh nghiệp nhà đầu tư hiện hữu trong lĩnh vực ICT trên địa bàn Đà Nẵng về các tiềm năng phát triển của ngành ICT Đà Nẵng, chia sẻ môi trường kinh doanh tại Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng. Thông qua diễn đàn, Đà Nẵng hy vọng sẽ đón tiếp ngày càng nhiều các doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư và phát triển cơ hội kinh doanh mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với lại là Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Hàn Quốc COCHA tại Hà Nội và tại Đà Nẵng để tìm hiểu, tìm kiếm các doanh nghiệp Hàn Quốc tiềm năng đầu tư vào các lĩnh vực mà Đà Nẵng đang thu hút. Đồng thời là cũng thông qua kênh đó để kết nối với các doanh nghiệp của Đà Nẵng vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc và các doanh nghiệp nước ngoài khác. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng sẽ tổ chức những cái đoàn đi xúc tiến đầu tư trực tiếp, gặp tiếp cận một số nhà đầu tư tại chỗ mà có khả năng khi mà dịch bệnh được kiểm soát. Và thứ tiếp theo nữa là cũng sẽ có một số các cái cuộc xúc tiến đầu tư ở nước ngoài khi mà chúng tôi có được những đối tác có tiềm năng, cũng đồng thời là khi mà nối lại các cái chuyến bay quốc tế. Đối tác của Hàn Quốc cũng là một trong những cái thị trường mà thành phố đang sở cũng đang tham mưu ủy ban hướng tới để thu hút trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong đó chú trọng nhất là thu hút các dự án đầu tư về nghiên cứu phát triển R&D, các dự án về xây dựng đầu tư trung tâm dữ liệu, xử lý dữ liệu lớn, các dự án có hàm lượng khoa học công nghệ cao để phù hợp với cái định hướng phát triển giai đoạn sắp tới của thành phố. Và đặc biệt là tăng cái tỷ trọng đóng góp ngành trong cơ cấu kinh tế của thành phố. Lũy kế đến tháng 11 năm 2021, Hàn Quốc là một trong năm quốc gia vùng lãnh thổ có số lượng dự án và vốn đầu tư cao nhất vào thành phố, với 233 dự án và tổng vốn đầu tư gần 380 triệu đô la Mỹ. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025, tổng doanh thu toàn ngành ICT thu về hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ và đến năm 2030, doanh thu ICT sẽ đóng góp 15% vào tổng GDP của thành phố. Công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực trọng điểm thành phố Đà Nẵng đang tập trung kêu gọi các nhà đầu tư Hàn Quốc.